Rồi tiếp tục đây. Rồi đây ha. Hôm trước ta làm được 2 module, mà một module là coi như được đi. Module này coi như được đi. Module thứ hai là module này. Module này này. Module này là module đa cấp, không phải một cấp. Đấy, ta chỉ làm 2 cấp thôi nhá. Đa cấp chứ 2 cấp. Thế thì hôm trước ta làm thì module main menu ở đây. Ta mới dừng ở đây. Thế thì giờ nếu như ta muốn làm menu cấp 2 thì ta xử lý sao? Đây là menu cấp 1 đó, thì đi vào trong này. Đi vào trong này ta lại mở PHP tiếp. PHP thì ta nhớ là PHP ha. Rồi xuống đây là gì? PHP. Và trong PHP này tôi sẽ lấy menu cấp 2. Thế thì ở đây ta dùng cái câu lệnh tương tự như thế này. Tương tự thôi. Nha. Tương tự. Và tạm thời đây tôi sẽ đặt là số 2, menu cấp 2. Và đây, trạng thái bằng 1 và parent ID thì dựa vào menu cấp 1. Nha. Đây là dựa vào menu cấp 1. Thế thì ta sẽ lấy ID của nó ra. ID của nó ra. Đây. Và đây là ID. À, trong bên cái bảng này ta coi lại chút xíu nè. Đó là menu ha. Đây. Menu đây. Ví dụ cái này là tôi lấy được số 1 ở đây này. Thì số 1 ở đây thằng nào mà cái này là số 1 thì là con. Con của thằng này. Do vậy ở đây thế ta sẽ dựa vào cái cái ID. Ok ha. Nó mà khi làm như thế thì nó sẽ xảy ra tình trạng là cái thằng này có hoặc không có. Thế thì tạm thời tôi sẽ bring cái tí. Tôi sẽ bring cái list 2 này ra, ra cái gì. Đấy. List 2 này. Đó, và ta chỉ thử này. Chỉ thử này, ok ha. Chỉ thử. Đây, nó ra. À, thay vì ta chỉ thử là ta in ra danh sách. Thế thì tôi sẽ in ra là count. Đếm số phần tử thôi. Đếm số phần tử thôi. Đây tôi tự dùng thằng count ha. Đây ta thử ai nó ra, ra cái gì. Đấy. À, trân chủ là 0, giới thiệu là 0, sản phẩm có 5 cái con. Được chưa? Rồi ở đây là tin tức thì 0, liên hệ 0. Cho bây giờ ta mình đặt ra một vấn đề là nếu như có thì ta sẽ in cấp con. Không có thì ta giữ lại cái tương tự như thế. Nếu như có thì ta sẽ in cấp con và không có thì ta sẽ in tương tự như thế này. Do vậy ở đây tôi sẽ dùng cái câu lệnh if else để xử lý tình huống này. Do vậy ở đây, sau cái này, ta phải dùng câu lệnh if a cộng l. Và cuối cùng là gì? And if. Đây là trong Laravel nó ghi thế này. Hiểu vấn đề chưa? If and if gì đó. Thế thì nếu như thỏa mãn thì ở đây là ta dùng hàm count. Count cho cái này. Cao là đếm số phần tử á, trong bên B là đếm số phần tử. Nếu như đếm số phần tử có thì ta sẽ in cái khác, còn không có thì nó in cái này. Ngược lại là nó in cái này. Đấy. Đùi thế này ha. Ok ha. Rồi cho nó tọt vào tọt ra để cho nó dễ nhìn thôi. Rồi còn ngược lại thì ta in theo đúng cấu trúc của thằng này này. Ngược lại, à xin lỗi. Nếu thỏa mãn điều kiện thì ta in đúng cấu trúc của thằng này. Đó, đúng cấu trúc thằng này. Đấy thì những thằng này ta xóa đi. À, ta chạy lại ta đúng không nha. Rồi chỉ có cái sản phẩm thôi nha. Cái này là ta đã làm. Nó chỉ có một cái sản phẩm duy nhất là nó có con thôi. Còn những thằng con lại không có con. Và ta chạy lại ta đúng rồi. Đúng chỉ có một cái duy nhất là con là cái này. Được chưa? Còn những cái thằng này không có con. Không có con thì nó xuống như thế này. Còn có con thì xuống như thế này. Và có con ở chỗ này thì ta sẽ in cái tên nó ra. Cái tên nó ra là đây. Đây cái tên ở chỗ này. Đó. Rồi ta chỉ thử ra đúng rồi. Ra đúng cái tên đó không nhá. Đúng ra chữ sản phẩm không. Nè. Thế thì nếu như có con thế thì ở đây ta sẽ thấy cái này nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Đúng không?
đúng không? Ta lại vứt bớt đi, ta trừ cái. Và ta lại sử dụng vòng lặp cho cái thằng số 2. Thằng số 2 là for s, đúng không? Room to lên, nhìn cho nó dề này. Ok ha. Cái list 2 này, list 2 này, list 2. Và as list 2 nha. Thế thì cái thằng này tôi cũng đặt là số 2 luôn để cho dễ sai. Item 2. Đấy, 2. Và mỗi lần như thế thì ta sẽ gì? In cái này ra. In cái này ra. Đấy. Thế thì các bạn nhớ là khi nhúng vào thì các bạn phải nhìn vào cái gì? Khi nhúng thì các bạn phải nhìn vào cái cấu trúc mà cái thiết kế mà các bạn làm ra đây để nhúng này. Được chưa? Chứ không phải là nhúng là phải dựa vào cái cấu trúc của mình. Chứ không có một quy luật nào ở đây hết á. Bởi vậy các bạn nhìn vào bài của các bạn như thế nào thì các bạn nhúng y chang như vậy. Cách tư duy như vậy. Và chỗ này thì ta sẽ in menu cấp 2 ra. In menu thì ở đây là in menu cấp 1 ra rồi thì ở đây ta in menu cấp 2 ra. Ok. Menu 2 thì data là số 2. Đấy ha. Và ta trở lại này. Đây. Được chưa? Rồi xong rồi, thế thì ta giờ nhiệm vụ cuối cùng đó là thiết lập link. Cái này chưa có link gì hết á. Thiết lập link, link đang để rộng. Link đang để rộng. À, được chưa? Thế thì link á, thì khi mà các bạn làm á, thì các bạn nên đặt link như sau. Ở đây, các bạn mở ngoặc ra. Link nha, chỗ nào có link thì ta hút link vào. Được chưa? Và các bạn có thể dùng chữ URL. URL. Và các bạn thiết lập link. Được yeah. Chưa? Link thì ở đây thì ta sẽ lấy từ cái thằng này ra thôi. Link ở link của cái thằng cấp gì? Cấp 1. Thế thì đây ta sẽ link cấp 1. Và link 1 thì ta đưa vào số 1. Ta thử cái thằng 1 là thằng sản phẩm á. Thế thì ở đây link của thằng này là sao? Đây các bạn copy cho tôi cái này. Xuống đây ta bỏ ở đây. Ta thử coi nha. Link nhựa đó này, à, chạy lại. Nó có rất nhiều cách thiết lập link. Ô chết cha lồi rồi. Trong số mấy à? Menu 1 nằm đó. Item menu 1. Cái gì? Cái này là menu mà đâu có phải là một đâu. Menu thôi. Yeah. Cái này là cấp 1, cái này mới cấp 2 mà. 2 đây. Đó vậy cái thằng này là số 1 là sai này. Nha. Yeah. Ok. Rồi chạy lại. 1 trong hiệu thôi. Rồi, kích vào link này, trân chủ này. À, trân chủ. À, nhưng ở đây nó link chứ không phải là name. Link chứ không phải là name. Các bạn link là cái gì? Link là cái này. Được chưa? Thì vấn đề ha. Đấy, link là cái này, thế thì ta phải là lấy từ cái link, link ra. Link. Đây cũng là link. Ok ha. Rồi, cái line này. Quay line này. Rồi trân chủ này. Trân chủ thì nó chính nó rồi. Rộng rồi. Đây trân chủ là rộng này. Nhìn nghe, rộng. Được chưa? Rồi, hai là giới thiệu. Thì ở đây nó sẽ là bay giới thiệu. Thì sau này ta sẽ thiết kế trang này. Nó chạy thế này đúng rồi. Và thứ ba là gì? Đây. À cái này chưa có này. Đúng không? Tin tin tức à. Có phải hay à? Đây cái này. À bài viết tin tức. Ok ha. Và cuối cùng là gì? Liên hệ. Sau này ta xử lý chữ liên hệ nhé. Để có ghi chữ contact vào đây. Nó hơi bị vô duyên. Đây, ví dụ cái chữ liên hệ này ta đổi lại là chữ gì? Liên hệ. Ok ha. Được chưa? Đấy, thế đường link của mình là như thế đi. Rồi, chạy lại. Ở đây, à còn thứ nữa. Cấp 2 thì ở đây. Các bạn copy nguyên cái này này, nó sổi như thế này. Ok ha. Ném vào đây. Và đây ta sẽ đưa vào là số 1, đúng không? À xin lỗi, số 2 chứ.
Đây chỉ có số 2 thôi chứ không có số 1. Ok ha. Rồi. Rồi trở lại. Trân chủ này. Giới thiệu này. Sản phẩm này. Đúng không? Ok. Chết cha, link này tầm bay đây này. Link này giống như là thiết kế lập trình web rồi. Do vậy khi mà thiết lập đường link thì ở chỗ này để ý những cái thằng này là sai. Thằng này là bị sản phẩm sẹt gì đó. Nha. Đây. Nhớ là cái này là tôi lấy từ cái cơ sở liệu từ bên ngôn ngữ lập trình sang á. Là sản phẩm gì? Sẹt dây như thế này nó mới đúng này. Có nghĩa là học ở đây thì không có khái niệm là đường link như thế nữa, mà đường link phải chuẩn hóa như thế. Rồi, coi như là xong cái phần này. Cái này thì các bạn tạm thời lấy một cấp thôi. Giờ tôi sẽ làm tiếp cái này. Thế để các bạn hiểu được cách nhúng thôi. Hiểu được cách nhúng thôi. Thì đây là làm tiếp cái đó. Thì đó là slide sau. Đây. Thế thì slide sau thì ta sẽ ta gì? BSB này. And BSB này. Ok ha. Và ở đây ta sẽ lấy cái model này ra. Using cái model này vào. User cho mình using nào. User model là app set. Model as set. Được chưa? Là ta đã tác động đến cái này. Và ta lôi thằng này vào. Được chưa? Lôi thằng này là gì? Slider. Slide. Ok. Và sau đó ta sẽ lấy danh sách lead slider. Đấy, bằng gì? Bằng slider 4. Ha. Được chưa? Where điều kiện truy vấn của trang người dùng thường thường á luôn luôn bị xuất phát là gì? Status. Phải bằng gì? Bằng một. Ok ha. Rồi, tạm thôi, tôi cứ lấy một điều kiện đó, không biết có điều kiện gì nữa. Thì ở đây, ta để ý nếu là status này, slide sau, status phải bằng 1. Bằng 1. Thằng nào bằng 0 là nó không chạy. Phải là bằng 1. Thứ hai, khi các bạn lấy thì những thằng nào mà ở vị trí slide sau thì ta mới lấy slide sau này. Đó. Do vậy ở đây ta phải truyền một cái tham số là gì nữa? Tham số thứ hai đó là bot season. Nó bằng gì? Slide sau. Và tất nhiên ta cần gì? Order by đi, đúng không? Order by hôm trước như thế này đúng không nhỉ? Order by viết hoa chữ đâu không? Muốn biết nó là order by như thế nào thì các bạn phải đi vào trong này đi tìm hiểu này. Đấy. Vào trong cái mục là đâu rồi, ở bên truy vấn á. Đây, Query Builder gần lát này. Rồi, các bạn search cho tôi, tìm kiếm cho tôi cái chữ order. Order. Đấy. À, đây order by thấy chưa? Order by. Đấy. Rồi, order by. Cái này là order by tăng hay là giảm? Xem lại ấy, order by này là giờ mà muốn tăng giảm thì sao? Order by theo cái này. Order by này tham số đâu rồi? Đây này, đúng ra là bị ghi thế này. Được chưa? Hai tham số truyền vào. Do vậy order by có hai tham số truyền vào. Order by cái gì? Trong cơ sở liệu này tôi có một trường gọi là order. Cái thằng nào số order. Order này phải có S, tại vì nguyên nhân có S là trong cái câu lệnh SQL bình thường á, nó sẽ có select sao from where order.
Thế thì order nó phải trùng với từ khóa, do vậy tôi thêm S này để ám chỉ là trường thôi. Và ta phải sắp xếp theo thứ từ DES, ASC. Và ta sẽ lấy dữ liệu ra, get dữ liệu ra. Đấy. Được chưa? Order by điều kiện như thế. Rồi. Khi mà được có rồi thì tạm thời tôi sẽ e cho thử nha, e cho count. Count có thử cái list này có bao nhiêu phần tử ấy nè. Tôi tạm thôi, tôi e cho thử nó ra bao nhiêu phần tử. Rồi. Nếu như mà có thì bắt đầu ta mới gì? Hiện thì ha. Có 4 phần tử được không? 4 phần tử đó là 4 phần tử nào? Đây có 6 phần tử, 1 2 3 4 6 phần tử. Thì trong đó có 2 phần tử đầu là gì? Trạng thái bằng 0, thế còn lại 4 phần tử trạng thái bằng 1. Và sau này ta làm thì ta có thể là đánh số thứ tự đấy cho nó đúng nhỉ. Ví dụ cái này ở vị trí số 1, cái này vị trí số 2, cái này vị trí số 3 gì đó, để cho nó hợp lý. Ví dụ như thế. Còn đánh số 0 thì một tí nữa nó sẽ lấy ngang nhau 4 cái ha. Thế thì ta giờ nhìn đồn cốt này. Nhìn đồn cốt của cái thằng này ta mới tư duy đến cái cách nhúng này. Đấy. Thì các bạn nhìn cho tôi một vấn đề, đó là hai cái thằng này thì ta không cần quan tâm rồi. Đúng không? Nhưng các bạn để ý nha, nếu như mà tôi sử dụng get bút chát mà tôi sử dụng cái cấu trúc thằng này là các bạn phải quan tâm đó nè, quan tâm rất nhiều nè. Đây cơ o u gì đó, đây đây nhìn nè, nhìn cái cấu trúc của thằng này, đây này cái thằng này nè. Ồ, có thằng nào ở đây? Thằng này nó có phần trên này nè. Thấy phần trên này nó thể hiện rất mấy cái nút này nè. Đó, 3 nút ấn qua ấn lại đây nè. Nhưng cái slide sau mà tôi làm ở trong này thì là không có cái phần trên. Nó chỉ có phần này thôi. Thế thì ta tư duy cái phần này. Tư duy cái phần này, thế thì các bạn tư duy coi nè. Trong số 3 cái này có một cái ấp tỷ. Còn hai thằng này không có ấp tỷ. Do vậy khi mà có một trường hợp xảy ra như thế, bắt buộc ta phải sử dụng câu lệnh if. Và các bạn cũng có thể tham khảo cái thằng này này để làm cho nó tốt này. Thằng này thì giao diện á, break and palette template. Và các bạn lăn xuống nó có ở chỗ for. Xuống này, nó có trường hợp là if, ví dụ for điều kiện này, nó có first gì á, first đây này, nào, có s, nhìn thấy tư duy ha, này. Nếu như mà vùng lập mà đang là ở first thì ta sẽ làm việc này, đó, last thì ta làm việc này, ngược lại thì ta làm việc này. Do vậy nếu như thế thì ta có thể sử dụng cái câu là nhí, if này. Đó. Đấy, thì ta có thể sử dụng câu lệnh if này ha. Ok ha. Thế thì ở đây ta sẽ dùng vòng lặp for s. Được chưa? Rồi. Xuống đây là n gì? Rồi. Và trong này ta sẽ có trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt đó là vòng lặp. Vòng lặp mà nó đang chạy vòng lặp đầu tiên. Cái này là đầu tiên. Đầu tiên thì nó xuất hiện cái này. Còn ngược lại thì nó xuất hiện cái này. Không phải đầu tiên, nó xuất hiện cái này. Đó. Yeah. Và tất nhiên trong cái phần đó thì nó có khái niệm đầu tiên và cái khái niệm cuối gì? Cuối cùng đúng không? AS này. Ta phải đưa cái gì đây? Đưa vào đây. AS slide đi. Ok. Xóa cái dòng này đi khỏi, nó ra vướng này, 4 cái. Thì trong đó có cái đầu tiên là nó lấy số 1. Ok ha, giờ chạy lại coi nó ra không cái này. Nó ra không? Nghe, ấn có qua không cái này. Được chưa? Đấy. Và ta sẽ truy vấn cơ sở liệu và lấy cái hình ảnh ở đây ra.
hình ảnh ở đây ra. Được chưa? Hình ảnh đây ra, thế thì ta sẽ lấy hình ảnh này. Hình ảnh thì ở đây ta sẽ sử dụng hình ảnh là gì? Hôm trước ta lấy rồi. Lấy cái ngũ suộc á, lấy suộc thì ta dùng chữ asset. Được chưa? Và asset này nó đang đứng ở thư mục gì? Public. Asset này nó đang đứng ở thư mục public. Và trong public này ta sẽ đụng đến cái gì? Public. Và ta sẽ tác động đến email. Ok ha. Ta sẽ tác động đến email set. Và tất nhiên tôi sẽ gom tất cả những hình slide sau thành slide sau set. Và cuối cùng này tôi sẽ nối cái slider với cái name. À, cái gì? IMG. Ok ha. Thế thì tôi copy cái dòng asset này xuống cho cái thằng gì? Thằng này đó là xong. Và tất nhiên hiện tại ở đây nó chưa có thư mục gì? Slider. Ok ha. Và tất nhiên hình nó cũng chưa có luôn. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 gì đó. Thế thì tôi sẽ mượn một ít tâm hình của những demo trước đó. Demo. Đây. Public email. Ở đây không có luôn. Lớp lớp B đi. Public email slider. 1, 2, 3 thôi, 3 cái thôi. Ok. Ta cần 3 cái đó. Ném vào đây. Và ta chỉ thử lại coi nó ra không nha. Hai cái sơn tùng luôn hả? Một, hai, ba. À, xin lỗi. Trong này nó 4 cái. Tôi đánh lại này. 1, 2. À, đây này. Đúng rồi. Mấy cây này là có sơn tùng luôn. 3 cái này. Được chưa? Cái số 3 là cái sơn tùng đó. Đó, bây giờ tôi sẽ rút lại là đây là số 1 luôn nhé. 1 này. 2 này. Tôi sẽ lấy 3 cái trên này. Ba cái tên này. Đấy. 1, 2, 3. Ok ha. Nó lặp đi lặp lại 2 lần. Ok ha. Đây chạy lại. Giờ nó có 6 cái này. Rồi 1 này. À. Có order by. Order chỗ này này. Không hết đi. Đây để nó chạy lại. Nó đang gì? Tự nhiên hai cái mà nằm chỗ tôi thấy vô lý. Chị cha hai cái hình trầu rồi. À, thôi nói chung là nó đổi được là được rồi ha. Không biết nó có đúng không á. Tôi nghi là cái này nó lại lặp lại của cái thằng số 1 nữa. Đó. Cái đầu tiên nó có acti ngược lại. Hay là cái cú pháp này mình dùng cho đúng nhỉ? If nếu như first ngược lại được không? Ngược lại chứ đừng có để thế này. Ha, ngược lại đi. Nếu như là first thì ngược lại là L đây. L thì ở đây là end if ở đây. L đổi lại tự nhiên nó ra. L ok ha. Nếu như first thì ra đây này, ngược lại đây đó. Ok. Rồi ấn này, à đúng rồi, dạ đúng rồi đó. Đấy, thế thì đó là ba cái module. Thì đúng ra là đầu buổi hôm nay chấm cái này này. Để làm tiếp cái thằng thế này. Được chưa? Và tiêu chí của tôi đưa ra, tiêu chí của tôi mà truy xuất cái vùng như thế này là dựa vào chủ đề. Dựa vào chủ đề, tôi nói luôn là dựa vào chủ đề. Dựa vào chủ đề. Thì trước khi làm tôi sẽ lấy chủ đề mà những cái chủ đề đó là parent ID bằng 0 tôi đưa ra. Parent ID bằng 0 tôi đưa ra, giày nam, giày nữ, bé trai, bé gái, thể thao, 4 cái, mấy cái này đưa ra. Tôi sẽ lấy từ chủ đề ra, do vậy giờ đi vào trang chủ này. Tôi đi vào trang chủ nha. Trang chủ là đâu nhỉ? Là đây. Đâu này? Hôm nay. Ok ha. Cái vùng mà để lấy sản phẩm thì tôi sẽ lấy sản phẩm ở trên.
Nhớ là khi mà xử lý dữ liệu á, thì ta nên là lấy để ở trên này này. Nha. PHP and PHP. Rồi ở đây ta sẽ thực hiện lấy dựa theo chủ đề. Do vậy tạm thời ta sẽ lấy chủ đề trước. User app model set category, lấy theo chủ đề. Và cái này tôi đặt thống nhất, tôi sẽ lấy là lead category gì đó sẽ bằng category, đúng chưa nhỉ? Đúng rồi. Và where thì hiển nhiên là gì? Hai điều kiện mà hay xảy ra đó là điều kiện status gì phải là bằng 1. Điều kiện thứ hai, và rồi tôi nói tôi chỉ lấy parent ID bằng 0 thôi. Parent ID bằng 0. Bằng 0. Và ở đây tôi sẽ get nó ra. Get nó ra, ok ha. Và tôi sẽ chạy vòng lặp thằng này cho cái nhóm này này. Từ chỗ này luôn. For S. Rồi AS tôi đặt là két thôi. Đấy. Và đến cái chỗ này giống xuống chỗ này đây. Đấy, đến cái chỗ này là hết. Ok ha. Và đây tôi sẽ đặt là N for S. Và cái thằng dòng số 3 này tôi xóa đi. Những cái dòng này là xóa đi. Đó, xóa hết. Trừ lại cái thôi. Đấy, trừ lại cái này. Và ta chạy lên lại cái nó ra cái gì nhá. Trứng chủ nó ra cái gì đây này. Đấy. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Năm lần. Và cái lần đó giờ tôi sẽ đổi lại cái tên này cho nó đẹp một chút xíu. Cái tên này là test name. Giờ ta chạy lại cái từ nó ra cat name là gì nhỉ? Nhìn coi. Say nam, say nữ, bé trai, bé gái, thể thao. Ok ha. Đấy. Khi mà ta lấy được cái giày nam, giày nữ, giày thể thao thì giờ bắt đầu tôi mới xét cái trường hợp số 1 này là giày nam. Đúng không? Giày nam là số mấy? Là số 1. Thế thì cái số 6 và số 7 có phải là giày nam không? Số 6, số 7 là giày nam không? Nó cũng là giày nam. Ê, nó cũng là giày nam này, hai thằng này cũng là giày nam. Nhưng nó là cấp con của gì? Thằng này. Do vậy khi xuống đây này, mỗi lần chạy thế này này, tạm thời tôi cứ PHP đây để tôi in cái này ra để các bạn hiểu vấn đề này. PHP này. And PHP này. Ở chỗ này tôi sẽ cho ra cái biến là get ID. Đấy. Get ID ở đây. Thằng này là số 1. Thế thì tôi muốn là thằng này có luôn cả số gì? Thằng này nó phải có luôn cả số 5 và số 6 nữa. Tôi muốn như thế. Nó bị ok. Và không có như thế thì nó không được. Nó phải có số 5 và số 6 nữa. Tại sao số 5 và số 6? Tại vì số 5 và số 6 xin lỗi, số 6 và số gì? Số 6 và số 7. Số 6 và số 7 là con của cái thằng số 1. Số 6 và số 7 là con của thằng số 1. Thế thì phải lấy luôn cả cái thằng này. Nghe ha. Do vậy ở đây tôi sẽ làm một động tác, có nghĩa là truy vấn xem. Tại ở chỗ này này, tôi sẽ truy vấn. Tôi sẽ truy vấn nha. Truy vấn này. À, ra một cái biến là lead cat thôi. Lead cat là lead các cái chủ đề á. Lead cat ID đi. Rồi, bằng app. À, xin lỗi, bằng category 4 chấm. Where. Và tất nhiên là where nó cũng tờ tờ như thằng này này. À, copy cái này đi. Xuống này để ta là gì? Sổ lại cho nó nhanh. Đây.
Và Baron ID là Baron ID của cái thằng nhí, thằng này. Nhưng tôi không phải lấy toàn bộ danh sách, mà tôi chỉ lấy một thứ duy nhất thôi, đó là tôi chỉ lấy ID, không quan tâm là gì. Do vậy ở đây tôi dùng chữ select. Tôi dùng chữ select ở đây. Đây, select. Select là gì nhỉ? Select child ROM. Thì ở đây tôi chỉ lấy gì? ID và get. Tôi sẽ print cái thằng này ra cho thử nhá. Print cái thằng này ra cho thử. Đó, print cái thằng này ra. Và tôi chỉ thử lại này. Oh, print gì mình nhiều thứ á. Nhiều quá, không thấy gì hết. Làm thế nào mà thấy cho nó dễ hiểu đây. Cái này là lấy ra ID và chỉ lấy ra ID này. Hey, thế là một động thái đây cũng được đi, for đây, for đây, cái list này, chất cái này để test thôi, không có gì đâu, as, v, và tôi e cho cái v đó ra, cái gì? E cho cái v đó ra, cái thằng này vứt đi ha. Nè. Wow. Cái này nó trả về reason rồi. Nó trả về reason này. V này nó trả về reason. Thế thì tôi sẽ làm một động thái print error reason and code. Ra gì? Wow, nhiều thứ quá. ID buồn. Ok, trở lại thử ra gì rồi, 6-7 được chưa. Và tôi sẽ làm một việc, đó là lấy ở trên này một cái mạng list get ID đi bằng array. Và mỗi lần như thế thì cái phân tử này mặc đồng phải bằng cái giá trị này. Và sau khi làm xong thì phân tử đồng này phải lấy luôn cả phân tử của thằng này nữa. Vậy print cái thằng này ra. Nó ra cái gì? Đấy. Mục tiêu của tôi là trả về 671. Giờ nó trả về được 671 rồi. Còn cái thằng này là thằng số 2.
thằng số 2 thì nó trả về được là 8, 9, 10, 11, 12, 13 và số 2. Thằng số 3 thì nó trả về được 14, 15, 16, 17 và số 3. Và nếu như thế thì các bạn, nếu như mà quét thì các bạn nó có 3 cấp. Chủ đề nó có 3 cấp á, thì các bạn phải làm theo một đồng thái nữa. Nó phải cái số cấp ở đây nó phải có giới hạn. Được chưa? Rồi. Thế vậy giờ tôi sẽ truy vấn những sản phẩm thuộc những cái loài này. Một, cái này là 17 mấy nhỉ? 178. Thế thì tôi sẽ thực hiện truy vấn những sản phẩm thuộc 178 ra. Đây, những cái sản phẩm nào mà có thuộc két 178 thì tôi mới lấy. Được chưa? Đối với trường hợp số 1. Thế thì tôi sẽ truy vấn những sản phẩm thuộc 178 như thế. Và ở đây điều kiện đó là where. Để ý một chút xíu, where in này nè. Đấy, where in là lấy những sản phẩm mà két ID thuộc cái nhóm này. Thuộc cái nhóm này. Do vậy tại sao tôi phải cố tình tạo ra một cái array là nguyên nhân như thế này nè. Nguyên nhân là array là tôi phải đưa vào đây. Được chưa? Thế thì ta sẽ thực hiện theo cái cú pháp này. Thế thì ở đây ta sẽ thực hiện một truy vấn, đó là list product bằng gì? Bằng, à mà muốn list product thì trên này các bạn phải add cái gì vào nữa? Add cái gì? Cái thằng bờ product này vào đi nhé. Được chưa? Mà product trên này có chưa? Có chưa? Đây có rồi nè. Rồi ok. Do vậy ta add product. Thế thì ở đây ta sẽ sử dụng product where này. Where này. Thứ nhất, trạng thái cũng vậy là bằng gì? Trạng thái là gì? Status phải bằng gì? Bằng 1 này. Được chưa? Thứ hai, điều kiện thứ hai ở đây là where gì? Where in. Đây, where in này. Được chưa? Where in là gì? Của get ID. Get ID. Mà nó thuộc cái nhóm này, cái trừ này, tự nhiên cái tự nhiên tôi đặt là get ID thì nó bị trùng tên với thằng này rồi. Thằng này là A get ID đi. A là mã. Đấy ha. Thế thì ở chỗ này tôi sẽ đưa cái thằng A mã này vào. Và tôi sẽ get nó ra. Get nó ra. Và tôi sẽ thực hiện chạy vòng lặp cái này cho một cái nhóm trong này. Nhóm trong này thôi. Đó là cái thằng này vứt đi, những thằng này vứt hết. Ok. Tôi chỉ trừ một cái thôi và chạy cái này lại. For gì? AS product. Rồi, xuống ở chỗ này tôi sẽ thực hiện BM gì? Xin lỗi, for and for s. Ok, chơi line này. Chơi line này. Rồi, các bạn thấy nó ra cận nùi luôn. Nếu đúng, thấy cận nùi nhá. Do vậy ta sẽ giới hạn là mỗi chủ đề thế này nó sẽ lấy gì? Có giới hạn lại, chứ đừng có lấy hết. Lấy hết hơi bị nhiều á. Hiểu không? Do vậy ở đây ta sẽ lấy giới hạn. Mà câu lệnh này được có nói gì đến lấy giới hạn nhá. À, thế thì lấy giới hạn rốt cuộc tin. Thì trong cái này là nó dùng cái gì nhỉ? Trong cái này này. Limit à? À, limit này. Limit nhìn ở chỗ này. Limit này. Đây. Rồi. Phiên limit này. Đây, limit offset thì đây. À, để muốn lấy giới hạn. Các bạn chỉ cần là test. Keep test. Ở đây nó có hai chữ. Keep và test này là gì? Nhớ là hai cái cụm từ này được sử dụng trong ip.net MVC nha. À, thế thì ở đây keep là nó nhảy đến vị trí thứ 10 và nó lấy. Thế thì test này là lấy 5 mẫu tin. Và trong bài của chúng ta, ta nên lấy 8 mẫu tin. Được chưa? Do vậy ở đây ta sẽ dùng gì? 8 mẫu tin. Đấy. Ok ha, sản phẩm ta lấy 8 mẫu tin cho ta chạy lại này.
1, 2, 3, 4, này, 5, 6, 7, 8, đúng chưa? 8 mẫu tin, 8 mẫu tin, 8 mẫu tin. Và tất nhiên khi mà lấy thì ta cũng nên order buy nó trước đi. Những cái sản phẩm nào mà mới đăng thì được đưa lên đầu, chứ không thể là đưa thế này được. Đó về những sản phẩm nào mới đăng là order gì? Buy. Order buy. Order buy mới đăng đó là gì? Create gì? Add. Chưa? Đưa lên đầu là DES gì? SC. Và ta chạy lại. Chà rồi. Cột create add này trong cơ sở liệu này không có rồi. Sản phẩm. À, sửa lại cho tôi một chút xíu cấu trúc của thằng này nhá. Cấu trúc của thằng này nó không hợp. Đây, cấu trúc của hai thằng này, create add này. Bốn cái trường này. Trong Laravel nó mặc định là, trong Laravel mặc định đó là gì? Create ship gạch add. Cây này ta làm theo luôn. Cây này ta làm theo luôn, quy định. Thằng này là như thế, ok ha. Xeo lại. Và tất nhiên giờ nếu như thế nó hết lỗi rồi. Được chưa? Và tiếp tục cho ta sẽ nhúng cái tên sản phẩm, giá sản phẩm vào đây. Nhúng tên giá. Tên thì ở đâu? Đây là product này. Set này. Rồi tên là ở đây. Tên là ở đây đi. Tên đây thì ở đây ta chỉ sử dụng là gì? Name. Ok, đây là tên sản phẩm. Đó. Format thì format. Đấy, tên. Hình như nó bị lồi đây ha. Rồi, hình ở đây. Hình ở đây thì nếu như mà hình ở đây thì ta phải dùng cái cấu trúc gì nhỉ? Hình như này là ta nói cái gì nhỉ? Asset à? Đúng không? Rồi, ở đây ta sẽ lấy đường dẫn là email product set, đúng không? Ở đây là hình, đúng không? À, hình ở đây nối hình. Hình như là img. Và tất nhiên trong suộc web này không có hình. Thế thì ta phải qua demo trước đó. Ta lấy demo của thằng lớp B public email. Và tôi có bi luôn cả toàn bộ thằng này luôn. Laravel public email. Tôi ném toàn bộ luôn. Và ta chạy lại có thể nó ra cái gì không? Chứ cha là nó không ra rồi. Nó bị lồi ở trong này này. À, đây. Này tầm 7. Đó. Được chưa? Chạy lại ha. Đấy, hình nó ra luôn. À, có một số thứ ra thôi, chứ không phải là toàn bộ. Ôi ha. Thôi vậy các bạn phải chỉnh. Và cuối cùng tôi sẽ thiết lập link cho nó. Còn những thứ còn lại thì các bạn từ thêm. Đây. Kích vào tâm hình thì ta sẽ link. Link ở đây khi này ta thống nhất rồi. Đó là gì? Trừ gì nhỉ? Link là gì? URL. Và đây ta sẽ đưa vào kỳ product select thôi. Nhân link của cái sản phẩm là select thôi. À, còn sau này ta sẽ thiết lập đường link cho tùy chỉnh cái route để cho nó chạy đến đó sau. Đây, dán vào. Cuối cùng này là gì? À. Rồi cái này tên hàng đi cho nó đẹp. Ok ha. Ta chạy lại. Đấy, và sau này ta kích vào sự. Đây, nó chạy qua đường link này. Đó. Và ta sẽ ưu tiên. Ta sẽ ưu tiên đường link đó nha. Sao mà kỳ kỳ vậy? Có luôn cái chữ này là sao?
thử lại ai? Đó là tâm hình. Quay lại ha. Wow. Luôn luôn có chữ index gì đó đây. Đây. Đây lại đi. Ok ha. Đừng link thấy chưa? Giới này nhìn thế này này. Đấy. Rồi. Ta làm hai cái đó thôi.